Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Điện lực Hưng Yên tích cực phối hợp thi công đường dây 500 kV. Ô nhiễm nguồn nước khó khăn cho tưới dưỡng lúa. Thiếu hụt bác sĩ tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên. Cháy xưởng tái chế phế liệu tại dị sử. Tiềm ẩn tai nạn giao thông từ việc vượt rào đi ngược chiều tại các quốc lộ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, hội nghị trực tuyến toàn quốc tổ công tác của Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp sau khi các luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản được ban hành. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, thị trường bất động sản đã có chuyển biến tích cực, vượt qua giai đoạn khó khăn. Tại tỉnh Hưng Yên, thị trường bất động sản và hoạt động kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, thiếu nhà ở xã hội dành cho công nhân các khu công nghiệp, nhưng lại thừa các sản phẩm ở phân khúc cao. Hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 67 dự án nhà ở thương mại, 3 dự án nhà ở xã hội độc lập, 14 dự án nhà ở thương mại có bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các dự án bất động sản có tác động tới nhiều ngành, lĩnh vực, như là lĩnh vực ngân hàng tín dụng. Hoạt động kinh doanh bất động sản khi phát triển sôi động sẽ kéo theo nhiều lĩnh vực tham gia phát triển. Vì vậy, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp để nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án bất động sản nói riêng, thị trường bất động sản nói chung. Năm 2024, thành phố Hưng Yên triển khai 12 dự án công trình trọng điểm, gồm 6 dự án giao thông và 6 dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư mới. Trong đó, 6 dự án giao thông trọng điểm gồm xây dựng đường ven nối hai đường cao tốc đoạn qua địa bàn thành phố, dự án đường giao thông Bảo Khê - An Tảo - Trung Nghĩa, dự án đường giao thông xã Liên Phương, dự án đường giao thông An Tảo - Trung Nghĩa, dự án đường Chùa Chuông kéo dài và dự án đường giao thông xã Trung Nghĩa đoạn từ sông Đống Lỗ đến khu dân cư mới xã Trung Nghĩa. Đến nay, các dự án đang trong quá trình thực hiện theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, một số dự án còn gặp khó khăn vướng mắc khi giải phóng mặt bằng, như một số thửa đất vắng chủ, đất lấn chiếm, đất mua bán trao đổi không có giấy tờ nên khó xác định chủ thể được giao đất và thu thập giấy tờ sử dụng đất. Dự án đường Chùa Chuông kéo dài bị lệch hướng tuyến so với quy hoạch sử dụng đất khoảng 2/3 diện tích cần giải phóng mặt bằng. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, tập trung tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận, không để việc giải phóng mặt bằng chậm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn của thành phố cũng như nguồn vốn của các phường xã. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo tiến độ thi công đường dây 500 kV Nam Định 1 phố nối, Điện lực Hưng Yên đã có phương án cụ thể để vừa đảm bảo cấp điện cho các khu dân cư và doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm và cũng như thi công đường điện mới. Bên cạnh những vị trí gần khu vực đường dây hạ thế 0,4 kV thì nhiều vị trí thi công móng cột đường dây 500 kV là ở giữa cánh đồng như thế này đã được cấp điện phục vụ thi công móng. Với vị trí móng cột số 205-211 địa bàn xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào và xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, việc cấp điện trong công đoạn đúc móng đã được công ty Điện lực Hưng Yên đảm bảo. Cũng rất may mắn là được chính quyền địa phương huyện Văn Lâm và đặc biệt Điện lực Hưng Yên là rất tạo điều kiện cho công tác thi công trên địa bàn, công tác khảo sát giao chéo rồi công tác cắt điện những cái khoảng cột di rời. Bước tiếp theo là cái giai đoạn dựng cột kéo dây thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ bây giờ. Được biết, hiện 34 trên 34 móng cột điện đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch phố nối trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang được các nhà thầu thi công với cường độ cao. Trong đó, ghi nhận là đã có 4 móng hoàn thành chờ lắp ghép cột và kéo dây. 30 móng còn lại dự kiến sẽ hoàn thành công đoạn đúc móng trong cuối tuần này. Giai đoạn lắp kết cấu thép và kéo dây cáp truyền tải điện, Hưng Yên có 25 điểm giao nhau giữa đường dây thi công 500 kV với đường điện đang vận hành, gồm 3 đường dây 110 kV, 15 đường dây 35 kV, 22 kV và 7 đường dây hạ áp. Công ty Điện lực Hưng Yên đã có phương án như bọc hotline đường điện để phục vụ kéo dây hoặc tiến hành hạ ngầm đường điện nhằm đảm bảo an toàn khi kéo dây 500 kV cắt qua. Công ty Điện lực Hưng Yên cũng như Điện lực Mỹ Hào
cũng đã thành lập tiểu ban chỉ đạo phối hợp với ban quản lý dự án cũng các nhà thầu thi công. Thứ hai nữa là xây dựng phương án cấp điện vừa khép vòng và phân đoạn làm sao cho cái thời gian mà mất điện ngắn nhất. Cùng với chính quyền và nhân dân hai địa phương có dự án đi qua, ngành điện Hưng Yên đã triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm đảm bảo tiến độ thi công đường dây 500 kV, công trình nhằm đảm bảo đủ điện trong mùa cao điểm nắng nóng năm nay. Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Văn Lâm đạt nhiều kết quả tích cực, tạo được sự hưởng ứng đồng thuận của đa số nhân dân, góp phần bàn giao mặt bằng cơ bản theo tiến độ để triển khai đầu tư xây dựng các dự án, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Trên địa bàn huyện Văn Lâm hiện có 9 dự án công trình trọng điểm của tỉnh, trong đó có 2 dự án đặc biệt quan trọng là dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và tuyến đường điện 500 kV Nam Định 1 phố nối. Trong 2 năm 2022 và 2023, toàn huyện đã giải phóng mặt bằng được trên 233 ha đất, đã hoàn thành 17 dự án, bao gồm 1 dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, 3 dự án về công nghiệp, các dự án còn lại về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và đầu ra đất. Cơ bản hoàn thành 28 dự án, bao gồm các dự án trọng điểm của tỉnh. Điển hình như dự án đường vành đai 4, huyện đã giải phóng mặt bằng được trên 80%. Đối với dự án đường dây 500 kV, huyện đã bàn giao 12 trên 13 vị trí chân cột cho chủ đầu tư để tổ chức thi công. Thời gian tới, huyện Văn Lâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, ủng hộ các chủ trương về phát triển kinh tế xã hội, ra soát, đánh giá thực trạng của từng dự án trọng điểm, xác định đúng vướng mắc, nút thắt để có giải pháp xử lý kịp thời, triển khai và xử lý các thủ tục hành chính về đất đai, đầu tư, xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ của các dự án. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, trạm bơm Xuân Tràng, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ bơm nước sông Bắc Hưng Hải tưới dưỡng cho lúa trong khu vực. Tuy nhiên, nước sông ô nhiễm dẫn đến nước bơm lên sủi bọt trắng xóa, bốc mùi hôi thối, khiến nhiều người dân ở lân cận và người qua đường khó chịu. Đây là trạm bơm xã Chiến, Xuân Tràng, vừa vận hành để tưới cho gần 7 hectare lúa. Nhưng nguồn nước không chỉ đen, mùi rất khó chịu, lại sủi bọt như bong bóng xà phòng, trắng xóa cả một khu vực. Thậm chí, nhiều nơi bọt trắng xóa cao hàng mét, tràn hết cả ra đường giao thông. Dưới lớp bọt, nước sông ngả màu đen kịt, những bọt bẩn thành bay vào nhà dân. Nước nó còn bẩn nữa thì nó bọt thì nó đen, chứ không bọt trắng này đâu. Nó cao vượt cái bờ tường này này. Do nguồn nước sông ô nhiễm, hiện nay là thời điểm các trạm bơm lấy nước phục vụ tưới dưỡng cho lúa xuân sau cấy. Nhưng do nguồn nước không đảm bảo nên nhiều trạm bơm phải dừng hoạt động. Nước đen thì chúng tôi không cho bơm, vì bơm vào thì sợ nó ảnh hưởng đến cái sản xuất. Còn hiện tại bây giờ thì nếu như mà cứ nước đen nhiều mà liên tục thì cái khó khăn là nhân dân vẫn phải cần nước phục vụ sản xuất. Chúng tôi chỉ đưa vào mương thôi để cho nó pha loãng ra, tức là cái nước nó không đen như này. Trên địa bàn huyện Yên Mỹ có 17 trạm bơm lấy nước từ sông Bắc Hưng Hải để tưới cho trên 500 hectare lúa. Theo người dân cho biết, tình trạng nước sông bị ô nhiễm đã xảy ra từ đầu tháng 3 do doanh nghiệp xả thải ở đầu nguồn. Tình trạng nước ô nhiễm đã gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. Thời gian qua tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Hưng Yên, diễn ra tình trạng nhân viên y tế ở các cơ sở y tế công lập bỏ việc hoặc chuyển sang làm việc tại các bệnh viện tư nhân, khiến các bệnh viện công thiếu nhân lực, đặc biệt là các bác sĩ trình độ cao. Hiện toàn tỉnh Hưng Yên thiếu hơn 120 bác sĩ tuyến tỉnh, hơn 40 bác sĩ tuyến huyện và tuyến xã thiếu khoảng 70 bác sĩ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hai năm qua, tỉnh Hưng Yên có gần 30 bác sĩ, nhân viên y tế làm việc trong các cơ sở y tế công lập xin nghỉ việc, chuyển việc. Nội dung đơn xin thôi việc chủ yếu là do hoàn cảnh gia đình, điều kiện môi trường, cường độ làm việc vất vả, nhiều áp lực, mức thu nhập thấp. Tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, năm 2023, bệnh viện đã giải quyết cho 5 trường hợp xin nghỉ việc, trong đó có 4 bác sĩ và 1 điều dưỡng. Hầu như chuyên ngành khoa phòng nào của Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cũng thiếu bác sĩ. Hiện nay là khoa cấp cứu, hàng ngày có lưu lượng có khi từ 80 đến hơn 100 bệnh nhân, thì chúng tôi mới chỉ có 3 bác sĩ chính thức thôi. Khoa hồi sức thì chúng tôi luôn luôn là chỉ có 4 bác sĩ, mà lúc nào cũng có hơn 10 bệnh nhân thở máy và số lượng bệnh nhân nặng khoảng gần 30 bệnh nhân. Đó, rồi các hệ thống khoa ngoại
luôn luôn 50-60 bệnh nhân nhưng cũng chỉ có 3 bác sĩ biên chế chính thức. Đây là đấy là ví dụ như vậy, còn rất gần như khoa nào cũng cơ bản là thiếu bác sĩ. Bác sĩ nghỉ việc ở bệnh viện công không chỉ là việc thiệt thòi cho bệnh viện mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh khi tham gia bảo hiểm y tế, nhằm hạn chế tình trạng viên chức người lao động tại các cơ sở y tế công lập xin thôi việc. Sở Y tế có các giải pháp bố trí công việc đúng vị trí việc làm và năng lực sở trường công tác, tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần để viên chức người lao động yên tâm công tác, cử cán bộ viên chức đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển các dịch vụ tăng thu để cải thiện đời sống viên chức người lao động. Sở Y tế cũng kiến nghị với tỉnh có chính sách ưu đãi thu hút nguồn nhân lực bác sĩ, đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành y tế là các bác sĩ có trình độ sau đại học, quan tâm đầu tư kinh phí để cải tạo hạ tầng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đặc biệt các trang thiết bị kỹ thuật cao phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đề cao vai trò của phụ nữ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tháng 10 năm 2021, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai mô hình phiếu phản ánh về an ninh trật tự. Đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện, mô hình đã mang lại những hiệu quả rõ rệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Bằng những thao tác rất đơn giản, nhanh gọn, với chiếc điện thoại smartphone mà không mất quá nhiều thời gian, chỉ cần quét mã QR là chị Huyền có thể điền các thông tin cần thiết khi phát hiện vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn. Triển khai tới toàn bộ cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn phường và các bà các chị cũng rất dễ dàng để tiếp cận và tham gia cung cấp cũng như là phản ánh cái tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Đối với chị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên cũng vậy. Với sự tiện lợi, dễ dàng nên khi mô hình phiếu phản ánh về an ninh trật tự được triển khai đến các hội cơ sở, qua công tác tuyên truyền thì các hội viên hội phụ nữ đều rất đồng tình ủng hộ. Chúng ta chỉ cần sử dụng một chiếc điện thoại smartphone có kết nối 3G thì chúng ta quét mã QR là sẽ hiển thị thông tin mà chúng ta muốn điền. Điều đó rất là thuận lợi cho các hộ dân khi mà phản ánh cái tình hình thực tế trên địa phương mình. Từ tháng 10 năm 2021, mẫu phiếu phản ánh về an ninh trật tự của Hội Phụ nữ Công an tỉnh được xây dựng với ứng dụng biểu mẫu của Google Drive. Phiếu gồm các thông tin cần thu thập dưới dạng mã QR, đường link tích hợp vào trang Zalo Công an tỉnh, fanpage đoàn hội, các nhóm Zalo. Các thông tin kết quả phản ánh trong phiếu được ban điều hành lọc, tổng hợp, tham mưu và xử lý theo thẩm quyền. Người dân chỉ cần quét mã QR đã được cung cấp sẽ có thể cung cấp các thông tin liên quan đến vấn đề an ninh trật tự và sẽ được tiếp nhận xử lý một cách nhanh chóng. Chính sự tiện ích cũng như ý nghĩa thiết thực nên mô hình ngày càng được nhân rộng, trong đó lực lượng chủ chốt là các cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố. Từ tháng 10 năm 2021 tới tháng 10 năm 2023, mô hình đã cung cấp 63 phiếu thu thập thông qua xác minh các tin báo. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 2 vụ, 2 đối tượng, phát hiện khởi tố 1 vụ, 6 đối tượng về tội đánh bạc, 1 vụ, 2 bị can về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, phối hợp hòa giải và răn đe 5 trường hợp bạo lực gia đình. Dù là ngoài giờ hành chính hay trong giờ hành chính, người dân cũng có thể là phản ánh các cái thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự cho cơ quan chức năng và trực tiếp là lực lượng công an để chúng tôi có thể nắm xử lý kịp thời các cái thông tin để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Mô hình hoạt động rất là hiệu quả, tạo một cái thế trận an ninh nhân dân rất là vững chắc và tạo thành cái thiên la địa võng. Bất kỳ các cái vi phạm pháp luật nào ở địa bàn nơi cơ sở thì đều được phát hiện một cách kịp thời, đảm bảo tất cả các thông tin đều được giữ một cách bí mật tuyệt đối, thế và xử lý một cách hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, các cơ sở sản xuất nằm sâu trong ngõ, dây điện mắc chằng chịt tứ phía, nguyên liệu sản xuất chất cao tận mái nhà tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Đó là thực tế đang diễn ra tại các cơ sở làm nghề tái chế nhựa, phản ánh tại thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm. Đây là hình ảnh vụ cháy xưởng tái chế nhựa của một hộ gia đình tại tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào vào năm 2021. Nguyên nhân được xác định là do chập điện gây cháy nhà xưởng tái chế nhựa và lan sang các hộ sản xuất xung quanh, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Ngay sau vụ cháy, gia đình bà Láng đã chú trọng hơn đến công tác phòng cháy chữa cháy như mua bình chữa cháy, lắp họng nước cứu hỏa. Tuy nhiên, họng nước cũng bị nguyên liệu sản xuất lấp kín.
Nhà tôi năm 2021 là có bị cháy, thiệt hại rất là lớn. Nên là bây giờ là tôi phải trang bị giếng cứu hỏa rồi, bình chưa cháy, điện vẫn còn vi phạm, chưa được đảm bảo an toàn. Nhưng mà sau này rồi chúng tôi sẽ khắc phục dần dần. Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử hiện có hơn 200 hộ dân làm nghề tái chế phế liệu, nhà xưởng sản xuất liền kề sát nhau. Hệ thống dây điện chằng chịt, hàng hóa là những nguyên liệu dễ cháy như thùng nhựa, túi ni lông, chất cao tới mái nhà, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Qua kiểm tra tại các hộ làm nghề tái chế phế liệu, Công an thị xã Mỹ Hào đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Với thôn Phan Bôi, nguy cơ cháy nổ rất là cao, vi phạm về phòng cháy rất là nhiều, tồn tại rất nhiều năm rồi. Nhưng trong các năm vừa qua thì chúng tôi đã thành lập rất nhiều cái đoàn kiểm tra, vừa là tuyên truyền kiến thức pháp luật về công tác phòng cháy cháy, vừa là kiểm tra nhắc nhở và cương quyết đã xử lý và cũng tạm đình chỉ đối với những cái cơ sở nguy hiểm cháy nổ cao, xử phạt hành chính, yêu cầu và khắc phục tất cả cái hậu quả. Là nghề Minh Khai, thị trấn Nhục Quỳnh, huyện Văn Lâm có gần 500 hộ dân làm nghề tái chế phế liệu. Tại các xưởng sản xuất, công tác phòng cháy chữa cháy cũng đã được người dân quan tâm. Tuy nhiên, việc trang bị kiến thức phòng cháy chữa cháy dường như là để đối phó với cơ quan chức năng. Bình chữa cháy bị lấp kín bởi nguyên liệu sản xuất, cầu giao điện nằm sát hàng hóa, dây điện đấu chằng chịt, nhiều xưởng không có họng nước cứu hỏa. Thì do cái diện tích của quy mô sản xuất thì nó hơi chật chội, nên là tôi có không để ý một chút là tới tôi sẽ khắc phục. Trong những năm qua, tại làng nghề Minh Khai đã xảy ra một số vụ cháy nhỏ, được người dân kịp thời xử lý nên không gây nhiều thiệt hại. Mặc dù được chính quyền địa phương tuyên truyền và kiểm tra thường xuyên, tuy nhiên công tác phòng cháy chữa cháy của các hộ sản xuất vẫn chưa được đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn. Với một số các hộ do cái quá trình đấy đầu tư các trang thiết bị cũng đã lâu năm, đã cũ kỹ, thị trấn Như Quỳnh thì chúng đã tăng cường mạnh về công tác để tuyên truyền qua kiểm tra rà soát các cái hệ thống điện mà không đảm bảo thì chúng tôi sẽ yêu cầu là khắc phục và cũng như là thay thế các cái hệ thống điện. Việc các hộ dân làm nghề tái chế nhựa ngay trong khu dân cư không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao mà còn gây ô nhiễm môi trường sống. Vấn đề này rất cần được các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền vận động để người dân chuyển đổi nghề hoặc là chuyển nhà xưởng vào các cụm công nghiệp làng nghề. Có như vậy, việc sản xuất mới an toàn và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, đúng như chúng tôi đã cảnh báo, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 10 tháng 3, tại tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, xảy ra vụ cháy nhà xưởng sản xuất tái chế phế liệu gây thiệt hại lớn. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại xưởng sản xuất tái chế nhựa của gia đình bà Vũ Thị Thủy tại tổ dân phố Phan Bôi. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Công an thị xã Mỹ Hào cùng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh đã điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để khoanh vùng dập lửa. Đến 21 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Theo thống kê từ Công an thị xã Mỹ Hào, vụ cháy làm sập hoàn toàn diện tích hơn 300 m2 nhà xưởng. Bên trong chứa nhiều nguyên vật liệu nhựa dễ cháy, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử hiện có gần 200 hộ dân làm nghề tái chế phế liệu. Đại đa số nằm trong khu dân cư, công tác phòng cháy chữa cháy còn nhiều bất cập. Khi xảy ra cháy nổ sẽ gây thiệt hại rất lớn. Mặc dù đã có nhiều vụ tai nạn giao thông từ việc vượt rào tại các tuyến quốc lộ, tuy nhiên người dân khi tham gia giao thông vẫn thờ ơ coi thường tính mạng bất chấp nguy hiểm để sang đường. Ghi nhận tại một số điểm trên tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn qua địa bàn xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ. Mặc dù đã được ngành chức năng rào chắn bằng giải phân cách cứng, tuy nhiên nhiều người vẫn bất chấp tính mạng để vượt qua hàng rào, trong khi lưu lượng xe qua đây là rất lớn và chạy với tốc độ cao. Tại tuyến quốc lộ 5 cũng không khó để bắt gặp hình ảnh từ người già đến thanh niên vượt hàng rào để băng qua đường. Đáng chú ý, tại khu vực trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường Phùng Trí Kiên, thị xã Mỹ Hào, nhiều phụ huynh học sinh khi sang đường vẫn còn đi ngược chiều. Nhiều bạn học sinh nhỏ tự ý sang đường là cái phương tiện đi lại nó rất đông, thấy thực sự là rất là nguy hiểm, có nhiều vụ tai nạn rồi chứ. Đơn giản như cách đây hơn một năm là có ba mẹ con chở nhau là tai nạn là chết hai người con. Đấy là cũng đều là học sinh của trường dưới đây hết.
tỉnh Hưng Yên đang triển khai và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng nhiều dự án giao thông quan trọng trên địa bàn. Vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền về chấp hành luật an toàn giao thông của ngành chức năng, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.